Đến hẹn lại lên, Dược Thảo Toàn Chân và Super Healthcare long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm thành lập vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 8 tháng 12. Kính mời quý đồng hương đến tiệm Dược Thảo Toàn Chân và Super Healthcare để tham dự chương trình giảm giá lớn nhất trong năm. Dược Thảo Toàn Chân mua 2 tặng 1. Đặc biệt, 50 vị khách đầu tiên mua 100 đồng sản phẩm Dược Thảo Toàn Chân sẽ được tặng một chai Brazup trị giá 90 đồng. Stem Cell 9SO mua 1 tặng 1 và tặng thêm một đông trùng hạ thảo SO, bột mầm gạo lứt SO5 mua 1 tặng 1, Brazup Collagen SO, linh chi đỏ SO, linh chi đỏ đen SO, đông trùng hạ thảo SO, sâm hoa kỳ SO mua 2 tặng 3, mỹ phẩm Forever Be More Goldie Polar mua 1 tặng 1, mỹ phẩm Monado EV Princess Novia mua 2 tặng 1, thuốc mọc tóc Nguyễn Ngọc Ngạn mua 1 tặng 1, sữa tắm và lotion Lovercare Premium mua 1 tặng 1, Fukuden Jumi No Shiyuku mua 1 tặng 1 chai BB cream Hàn Quốc, sữa Ensure mua 1 case tặng 1 kem sữa mặt Hàn Quốc. Ngoài ra, Dược Thảo Toàn Chân và Xuân Vân Healthcare còn có chương trình sổ số trúng thưởng vào lúc 2 giờ chiều với tổng giải thưởng trị giá 20.000 Mỹ kim, giải đặc biệt 1.000 đồng tiền mặt, giải nhất một TV 50 inch. Dược Thảo Toàn Chân còn tặng lịch Tam Tôn Miếu và chương trình văn nghệ với sự góp mặt của ca sĩ Jenny Đăng Anh, quán quân từ trung tâm Thúy Nga và nhóm Hương Sen. Dược Thảo Toàn Chân và Xuân Vân Healthcare tại 3005 Silver Creek Road, phòng 208 San Jose, điện thoại 408-528-9297. Dược Thảo Toàn Chân và Xuân Vân Healthcare trân trọng kính mời.